Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn ở Chấm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share để ủng hộ cho kênh nhé. Như các bạn đã biết, bộ phim Đẹp Trai Là Số 1 đang gây sốt trong thời gian gần đây. Bên cạnh nữ chính Trần Dư Hi khá quen mặt với khán giả thì nam chính Chu Thời Uẩn do Đình Vũ Hề thủ vai lại có phần mới mẻ hơn. Vậy nếu là bạn là fan của anh chàng này, hãy xem hết video này nhé. Tên thật Đình Vũ Hề, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1995, tại Thượng Hải, Trung Quốc, sở hữu chiều cao 1m81 và nghề nghiệp là người mẫu và diễn viên. Từ năm 2012, Đình Vũ Hề khi còn học năm 2 trung học đã phát hiện ra niềm vui diễn xuất trong quá trình tham gia vào quay quảng cáo. Điều này cũng kích thích sự chú ý của anh diễn xuất do ý tưởng phát triển theo con đường diễn xuất. Năm 2014, Đình Vũ Hề được nhận vào Học viện Mỹ kịch Thượng Hải. Trong thời gian ở trường, anh tích cực tham gia các hoạt động thực hành, biểu diễn và quay nhiều tác phẩm quảng cáo. Các bộ phim tham gia Tân Tiếng Ngang Giang Hồ, Vài Đồng Phương Thất Bại, Bí Mật Tương Lai, Vài Thái Thiên Mục, Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn, Vài Hàn Thước, 8 Phút Ấm Áp, Vài Hạ Tân Lương, Thanh Bình Nhạc, Vài Tổ Chức, Phần Sắc Quá Nồng, Đẹp Trai Số 1, Vài Chú Thời Uẩn. Bạn đã nắm được bộ phim mà anh chàng này tham gia rồi đúng không ạ? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.